lựa chọn giữa một một bên là giày mới, một bên là giày cũ, giá thì tương đương nhau, một đôi là 550, một đôi là 500, một đôi dao động từ 550 đến 700 là hàng cũ. Mẫu này thì Crazy Quick của Adidas. Để mà tìm được ấy thì các bạn hãy tìm ở những cái cửa hàng mà bán đồ cũ, cửa hàng giày cũ thì thường thường là những cái mẫu này thì một phần là bị lỗi hoặc là một phần là được tặng, người ta theo cái kiểu mua về bán lại thì ít có đôi nào mà có được độ mới như này. Giá dao động từ khoảng 450 đến 700 mà hàng cũ đã qua sử dụng, mà đôi này cách thời điểm hiện tại thì sản xuất thì đã là gần 8 năm rồi, 7 năm, hơn 8 năm rồi, tức là tồn kho đấy. Hoặc là có thể là giày fake đây. Ngoại hình thì rất là mới. Crazy Quick là những cái niềm ao ước của cái thời gian khó đấy. Chúng ta quay lại với cái chủ đề chính là khoảng số tiền trung bình là từ 550 thì chúng ta nên chọn đôi giày nào. Đầu tiên ấy, mới, giày mới, thương hiệu giá rẻ, chỉ có Peak thôi, Peak thương hiệu của Trung Quốc. Đế cài ổn, độ mới cao, keo chắc chắn, đế cài thoải mái, 550. Đây tôi cho đây là 550 đi, tại vì là giá thị trường bây giờ cũng chỉ tầm đấy rồi. Đối với cái chúng ta có cái khoản chi tiêu thì đối với sinh viên nhé, học sinh sinh viên thì giữa lựa chọn một đôi giày mới mà thương hiệu của Trung Quốc giá rẻ với một bên là đây Adidas, một đôi thương hiệu nhưng mà giày cũ. Cái điểm mạnh đầu tiên ấy về giày mới thì một số, tức là keo đế hoàn toàn mới, mới thì ai cũng thích hơn. Đây, mới đây, nguyên tem đây, nguyên tem đế chưa lần chạm đất nhé. Đây cái mác đầy đủ đây. Đây keo chỉ rất là zin, nói cách khác là zin đấy, chưa một lần chạm đất, chúng ta được bao phủ. Với một bên là một đôi giày 7-8 năm tuổi. Cái điểm mạnh ấy của giày mới thì chắc ai cũng biết rồi, nhưng giày cũ ấy, về cái điểm mạnh thứ nhất là chúng ta được sở hữu một cái đôi giày có thương hiệu, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên ấy, quần áo thì có thể là bền, nhưng mà đối với giày ấy, về phần đế, nhất là phần đế cao su này và một số cái chi tiết bằng nhựa đây, trải qua rất là lâu rồi, có những đôi sử dụng rồi thì thường thường ấy, cái tình trạng gặp phải đây là bong keo hở keo. Có thể là đôi này tôi chưa đi, nhưng mà tuy nhiên ấy, nếu mà sử dụng đánh nhiều ấy, những cái lớp, tức là những cái khi mà dán keo này thường thường dễ bị bong. Một mấy đôi tức là đế cao su này oxy hóa dần, nhìn đẹp thôi, nhưng mà nếu chúng ta cài khoảng mấy trận thôi thì keo này khả năng là bung, hở keo, đế thì mòn nhanh. Một số loại đế thì nhìn rất là đẹp thôi, nhưng mà đến lúc mà chúng ta tách nhẹ ra thì tách ra cả mảng. Và cái phần đế này thường 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 là bong ra hết. Đấy, giữa việc đánh đổi, giữa việc là chúng ta giày cũ là chúng ta được một cái thương hiệu này, thương hiệu mà mới thì chúng ta không mua được.
khó mua được. Giờ nó chuyển sang giày cũ 7-8 năm với một bên đôi giày mới, thì các bạn chọn bên nào? Đấy, mới thì khui hộp này, đó. Cái này bao êm này. Ngoài ra tôi còn có mấy đôi này, đây, pick đây. Mấy một bên đôi giày cũ này, thương hiệu đấy nhưng mà cày nó không được lâu rồi. Chúng ta chỉ là mua về để chúng ta hoài niệm lại những cái gì mà trước chúng ta chưa mua được. Còn bây giờ nếu mà để mà mua đôi giày cũ mà về cày ấy thì không nên. Chơi được 1-2 trận thì bong hết. Và một số đôi giày như kiểu da ấy thì da nó dần dần ấy bị mủn ra, bong hết. Đôi này thì tôi săn được thì còn khá là mới. Đôi này hình như là từ năm 2015 ấy. Đế rất là ok nhưng mà cày ấy thì bằng giá nhưng mà không thể nào mà lại được đôi này. Tại vì là vết keo nó rất là chắc chắn, keo mới thì đảm bảo độ bền lâu hơn. Còn keo cũ rồi thì dần dần nó không ăn vào cái bề mặt nữa thì nhanh bong. Đế nhiều đôi còn bị gãy. Cho nên là việc cân nhắc giữa việc các bạn lựa chọn một cái giày cũ với một đôi giày mới thì theo tôi mới ra rẻ là lựa chọn hàng đầu, còn bỏ ra một số tiền bằng nhau nhưng mà một đôi thì đẹp thôi, có thương hiệu nhưng mà nó cũ rồi. Cũ rồi thì thường cái vật liệu của nó ấy, cái chất liệu của nó thì không bền theo thời gian mãi được, nó dần bị oxy hóa rồi là keo không ăn, một số phần keo nó không ăn vào phần đế nữa thì nhanh hỏng. Đây, còn mới thì keo này các bạn cày 2-3 năm bình thường. Đấy, cho nên đôi giày cũ là chúng ta chỉ cày mua về để cày nhẹ hoặc là chúng ta để trưng bày thôi. Đấy. Cảm ơn các bạn.